mình là Simi. Mình là Sammy Đào. Và hôm nay hai chị em mình sẽ một ngày. Và hôm nay hai chị em mình sẽ rước một ngày lần nè. Trong game Roblox. Và nhiều của bạn sẽ chăm sóc em bé như một người mẹ thực thụ. Và đứa trẻ này cực kỳ ngập ngợp lúa nha. À bà khoan, và trước khi video này các bạn đừng quên giúp cho video của Sim được 5.000 like. Và ngậm có 3 game việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ bắt đầu thôi. Chị nhìn đứa trẻ của chúng. Ồ khoan, con đang khát. Ôi chết rồi, hình như là đứa trẻ này đang khát nước mọi người ơi. Con khát sữa với khát nước gì? Xin lỗi mẹ chưa? Thì mới đẻ ra cho uống nước rồi. Rồi, ok con đợi mẹ xíu nha. Uống sữa đúng không? Thì mình nghĩ là nên đưa cho đứa trẻ vô đây. Đó. Bây giờ pha sữa cho con nhỏ đúng không? Mẹ pha sữa không vậy? Ôi trời, lần đầu tiên là mẹ hơi bỡ ngỡ xíu. Đây. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ. Ủa có sữa chưa ta? À Ethanam chưa có sữa luôn đó. Từ. Ê trời ơi. Trời ơi con bình tĩnh con. Con hoảng loạn luôn kìa, em bé biết hoảng loạn luôn kìa mà. Đợi đợi xíu nha, đó đang làm sữa trời. Rồi xong nó khóc rồi, nó e rồi các bạn ơi. Đợi đợi mẹ xíu nha, đây thì mẹ đang làm sữa. Ok, you can carry animal milk. À ok có sữa đúng không? Có sữa chưa? Chưa có. Được. Từ con đợi mẹ xíu nha. Mặt con hoang mang luôn vậy. Đợi xíu nha. Ok. Rồi, mình ru đi. Ầu ơ dí dầu nữa. Từ. Đây đợi xíu nha, đợi xíu. Ui nó tức giận. Trời ơi. Em bé biết tức giận luôn kìa, có cái mặt đó kìa. Ui nó tức giận rồi. Ok, đầu tiên mình phải làm sữa đã. Ok. Đây đầu tiên mình lấy sữa nè. Đây từ mình pha sữa nè. You can. Ủa rồi sữa đâu? Sữa đâu? Trời ơi, lần đầu tiên là mẹ không biết làm sao á. Lấy sữa đâu vậy mọi người? Ủa, you can't carry animal milk. Ok, để mình. Ok, con ơi bình tĩnh nha, đây. Đó, đón lên nè. Đây, ok. Chúng ta sẽ cho em bé uống sữa đúng không? Ừ. Hí, rồi, uống chưa? Hí, đó. Ok, và tiếp tục nè. Đây. Đó. Rồi, ok, rồi. Uống nè. Trời ơi, như thanh giống uống 3 bình sữa vậy đó. Rồi, ok, đây, tiếp tục nè. Đó. Rồi uống sữa nè. Rồi. Đó. Được chưa con? Rồi con vui chưa? Rồi bắn tim ơi. Uống cái giờ mắt hồng hào luôn nè. Ôi vậy thôi vậy. Là mẹ hoang mang quá mọi người. Ok. Thì nói chung là chăm sóc em bé, việc các bạn phải luôn lưu ý đó chính là đừng để em bé gọi là khát sữa nha. Đấy, ok. Ok, ở đi con. Ở đi. Đó. Uống sữa xong no. Đó. Sao ở là đừng mông ta. Bé nó vừa thoải ra cái hơi tinh khiết. À không sao con, không sao. Ôi không sao, nói chung là con rất là dễ thương nha. Không sao, không sao. Trời ơi. Ok, thì đầu tiên mình sẽ gì ta? Mình ẵm em bé đi ha. Đúng okay, rồi, đầu tiên mình sẽ thiêng liêng lên nào. Người ok, mẹ, rồi để chị ẵm em bé nha. Rồi, đầu tiên đây. Ôi, thương quá vậy. Rồi, đó. Ủa, đâu rồi? Quick. Ủa. Đấy. Đúng rồi. Đó, dễ thương chưa? Nè, ta ra anh ta. Dễ thương vậy. Trời, em cảm giác em như một người mẹ vậy á. Trời ơi, ủa bà từ. Mẹ đi, ba đâu? Ba đi chơi rồi. Ba đi chơi rồi. Đó, nhưng hôm sau để mẹ lo. Đó, cai về tôi quánh cai bể ta bể đầu luôn. Đó. Thôi thì mẹ dẫn con đi chơi nha. Đó thì mẹ chưa con chưa mẹ. Trời ơi ơi. Em ơi, em bé trượt vậy, em bé trà vậy. Trời ơi. Để mẹ dỗ con nha. Ở đây. Thôi để mẹ dỗ con. Trời ơi. Thôi để mẹ dẫn con đi chơi nha. Ôi đừng buồn kinh nha. Thật chứ. Ôi chết rồi, con bé giận em mà giờ sao ta? Chết rồi. Ôi xin. Được em bé giận rồi mình phải dỗ. Thôi xin lỗi nha. À đây, bây giờ mẹ dẫn con đi chơi cát nha. Ôi trời, shipper gọi con đợi mẹ xíu nha. Ủa? Gì vậy? Trời hồi nãy đã thấy chơi trò hồi nãy nguy hiểm, giờ mình chơi đúng gì rồi, an toàn mình chơi... thôi là em bé sẽ vui. Đúng, bây giờ mình chơi cát nha. Đó, rồi. Ok rồi mình lấy xô cát nè. Đó, rồi, ok để mẹ ập cái gì ta? Để mẹ xây lâu đài cát cho con xem nha. Đó, trời ơi vui chưa? Đó, thấy mẹ giỏi không? Đó. Cười liền. Trời ơi, cười liền. Đây để mình nói gì ta? Mình nghĩ mình nên ui trời. Mình quăng em bé vậy? Đây để mẹ khoan để mình. Ôi xin lỗi mẹ. Đó rồi mẹ cho con là máy bay nè. Wow. Sao cầm cái xô vậy? Ê từ. Bỏ xô ra. Từ cứu. Ây da, rồi đó. Rồi bây giờ để mẹ làm gì đây? Mẹ làm vỗ con nha. Đó mẹ. Con bị bác quá. Bỏ cái
rồi, giờ xin vứt cái này ra đây. Drop item đó. Rồi, me dirty, me dirty. Ôi con bẩn rồi hả? Ồ, giờ là giờ mình làm sao ta? Đi tắm em. À, đi tắm. Rồi, mình dơ làm đi tắm rồi. Rồi, đừng khóc nữa. Ôi, mẹ xin lỗi nha. Trời ơi, sao em làm mẹ hoang mang quá. Hoang mang nha. Hoang mang ơi, đừng khóc nữa. Trời, nó khóc chảy nước dãi luôn nè. Rồi, đi tắm đúng không con? Rồi, đợi mẹ xíu nha. Rồi, đi tắm, phòng tắm. À, đây, nhà vệ sinh. Rồi, con yên tâm. Mẹ sẽ cho con tắm nha. Đây, ok. Rồi, tắm. Đây, ok. Trời ơi. Chết rồi. Chơi cát mà em chét mặt nhỏ vậy. Ơi xin lỗi, đây đây mẹ chà chà vô. Mẹ chà đi, mẹ chà nha. À đừng buông. Đây 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 mẹ chà, mẹ chà. Trời ơi đừng khóc. Đây đây đây. Nhúng xà bông, nhúng xà bông. À nhúng. Đây đây đây. Rồi đừng. Đó. Rồi chưa. Đấy. Rồi, đó, sạch sẽ không thôi. Trời ơi con vui. Con vui. Đó, rồi để mẹ thay đồ thay tả cho con nha. Đó, đợi xíu thay đồ. Đó, thay. Much later. Thôi đó, thay tả cho con rồi. Đó, thích chưa. Đây rồi mẹ. Những cái nút thay đồ là thay đồ. Đây mẹ dẫn con chơi này. Wee. Đó, trời. Thôi ra chăm sóc em bé, em không ngờ lại mệt như vậy luôn á. Bây giờ nên làm gì đi em? Đi em suy nghĩ coi giờ mình dắt con bé đi chơi. Trời đi. Đó, đi học được không? Nó có đi học được không vậy? Ôi con bé nó ngủ mất tiêu rồi. Trời ơi chắc nó mệt quá. Đúng rồi, hồi chị em chăm vậy không mệt nữa à. Là xỉu luôn á em chứ không mệt đâu. À ok. Rồi bây giờ mình cho em bé đi ngủ đi ha. Rồi nó. Ôi con sao vậy? Ô baby là bao vật. Ôi con sao vậy? Con muốn đi ngủ. Bây giờ mình phải hát ru cho con bé ngủ. Ok để mẹ hát ru cho con ngủ nha. Đây rồi. Con muốn nghe nhạc gì tốt tốt? Nhạc hot lắm. Đó, đây mẹ chị là phải hát nhạc mẹ tốt tốt con nghe. Ngủ nha. Đó, ok xanh dương. Đấy, ok. Bé ơi, ngủ đi. Đó. Bé ơi. Sao em chốc ngược nó ru. Đó, ngủ đi. Trời sao nó giận em dữ vậy? Em ơi, em bé người ta bông này, em ôm từ cái đít ngang rồi sao nó ru. Lại đêm đã khuya rồi. Trời ơi, kéo chăn lên. Tại sao nó không thích em á? Chị không biết nữa. Thôi đã ngủ thôi. Đúng rồi. Trời, chị bé ngủ hạnh phúc quá. Đó. Ôi, thôi bây giờ là mama cho con ngủ đây nha. Đó, để mama để con xuống nè. Ngủ đi con. Thôi từ từ, đó để đó. Rồi, đó, bây giờ con ngủ yên đi nha. Thôi giờ sáng giờ. Rồi, nói chung là chăm sáng gì cũng hơi mệt á. Thôi bây giờ hai chị em mình đi giải stress thôi. Stress xíu đi. Stress đúng không? Mình đi quẩy đi. Để con nhà ngủ không sao. Thôi bây giờ em nghĩ tiếp theo tôi để chị chăm đi. Trời chị hả? Ừ. Trời cháu con em mà. Thôi chị phải tập làm mẹ. Hai chị em mình làm mẹ rồi. Okay. Bây giờ tiếp theo sẽ là chị gái mình chăm nha. Let's go. Để nó chăm em bé dễ chứ thấy khó gì không? Nani. Ồ khoan, bây giờ tới lượt chị mà. Trời ơi, bây giờ chị làm mẹ. Trời đất ơi, uống nước như thật luôn á. Rồi. Khổ ghê luôn mà, chăm bé nữa. Khoan, bây giờ bé lớn rồi kìa, chị thấy không? Ủa trời. Trời ơi, lớn nhanh hồi nãy nó mới trong nôi thôi á. Em cho em uống lắc sữa vậy mà nó không lớn mà lại rồi. Rồi con, ngon á. Trời dễ thương mà. Ủa, bạn bé tên gì, biết tên chưa? Chưa. Rồi. Bây giờ mình cũng không biết mình đặt cho em bé tên gì đó. Thì các bạn được. Ủa sao cái mặt nó ngáo ngơ vậy? Nó ngắt sữa rồi đó. Rồi đặt tên là nó là lơ ngơ ha. Rồi. Đó, bạn nào nghĩ em bé này hết thích hợp cái tên gì đừng quên gọi là bình luận phía dưới. Đây. Nhà vệ sinh vô. Trời ơi, vô lộ của mà. Rồi, vô lại. Đây. Rồi, bây giờ là lấy sữa. Rồi. Kích vô cái chỗ kia. Rồi, sữa. Không, kích vô cái máy á. Rồi, đây. Cái máy, rồi kích vô. Rồi. Đó, có người rồi. Qua bên kia. Trời ơi. Trời ơi, nhiều người vậy. Rồi, đó, bên kia lấy. Rồi, lấy sữa. Kích vô. Rồi, lấy sữa rồi đó. Yes, đúng không? No. No. Rồi, bây giờ là cho nhỏ uống sữa. Rồi, đây. Rồi, đó, uống sữa. Rồi, kích vô. Rồi. Kéo vô. Trời ơi. Dễ. Tưởng gì chứ. Tôi vừa uống nước uống sữa nè. Cho bé uống sữa nè. Rồi vui quá. Trời lắc ơi. Này sắc lắc sữa trước khi uống nè con. Đó. Trời ơi, rồi vui chưa? Đó. Vui cho con. Yeah, rồi. Bộ vai cho nó ở cho nó. Ở đi con. Đó nha. Bộ. Đó. Đó, này mới ở đúng rồi nè. Nãy cái em là nó ở cái gì á? Nó ở ngay mông của mọi người. Nó lắm chứ mày hở. Bây giờ mấy đứa bò bây giờ mình dẫn mấy ra ngoài chơi đi. Đó. Rồi dẫn mấy ra ngoài rồi bây giờ mình dẫn con ra ngoài chơi nha. Đó. Rồi, thôi bây giờ đó công viên mình ra công viên. Giờ lớn rồi bây giờ đi công viên đúng không? Đúng rồi. Okay. Giờ lớn. Ui, rồi có giờ... bạn ngoài kia. Trời có ơi. Có bạn nào vui với vậy? Thương quá. Rồi bây giờ thả con bé xuống nè. Rồi con ơi. Rồi đó đặt xuống nè. Rồi đó, con rồi. Chơi đi con. Ôi.
Rồi nhảy con. Trời ơi dễ thương. Trời ơi nhảy luôn mà nhảy luôn mà nhảy. Ôi con ơi. Con ơi. Trời ơi trời con ơi bình tĩnh con. Trời ơi con ơi. Bắt lại. Đóng lên. Con. Con ly vậy. Đứng lại con. Giờ sao? Trời ơi nó không chịu luôn con ơi. Trời ơi trời. Con. Ôi. Nghe lời nghe là chỗ nó đi lặt cạch vậy. Cái gì vậy đi lặt cạch vậy. Bắt lại. Con nghe lời. Nghe lời. Trời ơi sao con ly vậy con ơi. Con là trời ơi, tức giận là sao vậy? Trời đúng không? Sao? Trời cái mặt đó kìa. Giờ con muốn gì nè? Trời con muốn sao? Rồi con muốn sao? Rồi muốn cái gì? Muốn gì? Rồi. Bưng lên nha. Thôi, bây giờ con muốn mẹ dẫn vô công viên chơi không? Công viên nha. Rồi, vui, ok. Rồi đi. Công viên. Trời ơi. Ủa ghê luôn mà trời ơi. Bây giờ là thôi giờ chơi xích đu à. Đây, bây giờ con đu mày đẩy đi. Đó. Dễ thương. Đây. Rồi đó. Giờ con lên cái màu xanh nè. Đó lên đi. Con. Đó, giờ mẹ ngồi con đẩy nè đó. Rồi. Giờ sợ lắm bây giờ để vô nhỏ bay trời. Đó, vui nè. Đó, vui chưa? Rồi. Ôi, em nghĩ tốt nhất đừng thả bé ra. Đúng không? Rồi, quậy lắm. Rồi lớn là tuổi nó quá trời. Ui con ngựa, con đi cưỡi ngựa ha. Con bên này có ngựa thần nè. Đó. Có ngựa thần nè. Rồi đó, qua cưỡi ngựa thần nha. Đó. Đây mày cho cưỡi con ngựa bay đi, bay lên bầu trời chơi nè. Chọn chỗ ngồi. Đây. Đó, thích chưa? Thích chưa? Thả thích con. Trời nó bắn tim đi lìa. Rồi mẹ cũng muốn ngồi con ạ. Mẹ không ngồi được buồn ghê. Trời mẹ già rồi. Thôi, giờ đi nha con. Rồi đi nha con. Rồi bắt bé về. Rồi lì sợ luôn nha. Đi. Rồi ok giờ còn chơi gì không suy nghĩ coi. Thôi chơi nốt cái bập bên đi. Bập bên đi. Giờ là một người một bên đúng không? Đúng rồi. Để thể hiện thằng khách tình mẹ con. Ấy có cái vòng xoay nè. Thôi xoay. Ôi chết rồi từ từ. Con đang thấy đói. Ôi chết rồi mặt nó coi. Ôi trời ơi, gì đói nhanh gì con, mới chơi trò mình nhanh đói vậy. Mẹ còn vui lắm. Thôi, cũng chơi quá à, nhưng mà thôi, mình phải chăm sóc cho em bé. Nó giận thế á, chị nói kỳ vậy, bé giận rồi. Ôi xin lỗi, mẹ xin lỗi, mẹ mua con ca sữa cho con uống nha. Mệt quá, mẹ còn chưa đói, con đói nhớ lắm vậy. Rồi, đây lộn ơi. Đó cái phòng sữa kìa, chị thấy không? Đó. Ơi, trời chị đói bụng quá em, vậy đi tìm đồ ăn trước nè. Cho nó ngồi vô. Đây cái chỗ đây, xanh này. Màu xanh nè. Rồi ngồi vô con. Rồi bấm vô đồ ăn nè. Đây mớm vô ăn nè. Rồi giờ lớn rồi không có gọi là gì ta. Này, đây mày lấy muỗng nha. Rồi. Ủa? Cho nó nhổ ra, không được nhổ con. Đây ăn nè. Đó, trời ơi phải kêu máy bay mới chịu. Đúng rồi, chơi gieo mới chịu. Rồi vui à. Cho bé hẹn báo thực sự luôn á. Ôi xong rồi. Trời tôi liếm mặt luôn. Trời ơi sạch dễ sổ luôn à. Được nha mẹ. Được nha con. Con là con biết là mẹ rất là mệt nha. Mẹ chưa ăn sáng gì mà con làm gì là được nha. Rồi bây giờ còn cái hành động gì từ để coi còn gì không. Trên này có phòng. Class đọc truyện. Phòng đọc truyện, phòng vẽ. Đó. Rồi ok. Rồi bây giờ cho con bé chọn thì thả xuống cho con bé chọn đi. Thích này không? Thả xuống. Thích này không? Không thích là nói nha. Thích không? Không biết nữa. Trời sao nó hoang mang cũng sợ luôn. Còn vẽ luôn. Sao vẽ hả? Thôi vâng lên vâng ok lên. Rồi bây giờ bên này là phòng gì đây? Phòng đọc chuyện. Phòng chơi game. Đồ chơi game em. Phòng này là phòng như là phòng đồ hàng. Đồ hàng, đồ chơi. Đồ thích không? Đây. Ôi trời sao cái mặt nó sợ vậy? Ôi sợ. Thôi vô đây. Ê từ từ. Con thấy Chuputi. Muốn đi toilet. Trời ơi đại ăn quá giờ đi toilet. Trời ơi quên. Thôi con muốn đi rồi, đi vệ sinh đó. Đi poopy, đi poopy đó. Toilet bên này. Sao lại có cái chín đó. Đó, toilet bên này. Trời ơi. Rồi. Chưa nhớ được em à. Trời ơi, lần đầu tiên là má là mẹ. Rồi, đây, toilet đúng không? Toilet màu xanh nha con. Đó đi. Bên đây bô, bỏ vô bô. Một cái bô. Đó, vừa chưa? Trời ơi, thích chưa? Đó. Rồi cái gì đây? Ủa. Chọn cuộn giấy hả? Chọn cuộn giấy. Ôi. Ew. Trời ơi đứa nó rình. Ê trời em nói chị cho nó ăn gì mà sao nó rình dữ vậy. Trời ơi ai biết đâu em ơi. Trời ơi đồ giờ rửa tay nè đó giờ. Sau khi gọi là đi vệ sinh không phải rửa tay nha con. Đúng rồi đó, đó. Rồi đó, đó sạch sẽ chưa rồi. Thích chưa rồi con. Giờ con khác. Trời em bé này nó nhanh. Rồi đi toilet xong đi khác. Con đúng rồi bây giờ con phải tự động. Vô đây tự động. Đây con. Vô đây. Mày dẫn con vô đây nè. Đây vô đây con. Vậy mình đứng lên nè. Mình tự lấy sữa mình uống luôn nè. Chị là vậy là phải nghiêm túc kìa. Rồi vô con. Nghiêm túc rồi, ok rồi con. Vô, lấy vô, nước uống. Cái đứa này nó bị lầy sao vậy? Con ơi. Con. Trời ơi. Sao con bắt cóc con tôi?
Trời ơi, cái trời ơi, đóng tóc kìa. Đóng nhận đứa rồi, đặt xuống, đặt xuống. Ủa, đây phải con tôi đâu? Con bị bắt cóc rồi kìa. Trời ơi, trời ơi, chết rồi ơi, con tôi. Đó là con tôi bà, cô ơi. Cô ơi, cô ơi, cô sao nó vui vậy? Con ơi, mẹ nè con. Con là mẹ, mẹ. Trời ơi, trời mặt nhỏ kìa, trời ơi, vui gì con? Cái gì vậy? Ủa con ơi. Con ơi, về nhà con ơi, về nhà đừng. Vậy đó. Ủa, bà kệ đó con ơi. Trời ơi, đừng về luôn á. Ủa cái gì, cái mặt này là sao? Trời ơi, đón về cái người buồn là sao vậy? Trời tức giận là sao? Trời ơi, bé này thiệt tình á. Hỏi cho uống nước nè, mà cái rồi để mẹ bé cho uống nước nè. Rồi uống sữa nè. Uống nước. Đây. Uống nước hả? Đây hả? Rồi, cho uống sữa. À lấy vật phẩm rồi lấy đây. Rồi, cho nó lấy sữa đó. Rồi. Đó, pha sữa đó. Pha sữa. Trời ơi, nó thương con hết mực mà con chơi hết hồn luôn. Nó không có thương chị ấy mà. Trời ơi trời. Rồi. Không vậy mà cũng không thèm thương mình nữa. Đó, lắc sữa lên, uống nha. Uống. Đấy, trời người ta thương vậy đó. Rồi lắc. Đó, cho nó sữa cho nó điểm mọi người. Đó, em bé nó phải vậy đó mọi người. Chăm sóc vậy rồi mà cũng không chịu nữa. Rồi đó. Trời vui rồi, vậy làm gì con? Rồi giờ là đánh răng hả? Trời ơi, pretty. Pretty. Đây rồi. Okay. Trời ơi, cái răng nó vàng khè luôn kìa. Nó ăn cái gì mà vàng như này. Đây, bóp ra đó. Rồi, nhí răng ra. Rồi để mà đánh. Đó. Đây, đánh mặt cho đánh răng gì trời ơi. Đó. Đó. Okay. Đây uống nước xúc miệng. Trời ơi. Trời đất. Kiểu sao không? Trời ơi, mặt gì toàn nước nó không nè em. Không sao nổi luôn á. Gì đây? Cái gì đi? Cái là cái gì vậy? Năng cần gì? Nó buồn rồi cộng lên đi. Rồi cộng bé lên. Đây, rồi đừng có buồn nó nha. Đừng buồn nha. Rồi trời ơi đánh rắm đi. Cái gì vậy con? Đánh rắm cho người chị. Trời con bé này dễ thương đó. Trời ơi. Bữa nào đặt xuống thì đánh rắm người nữa. Mệt ghê luôn. Trời con cười nữa. Vui ghê vậy đi đâu con đi đâu? Vậy là nhông mày là con ngựa. À bây giờ mình cho nó chơi máy bay đi. Đó. Rồi dạ. Rồi. Yêu. Làm gì nó sợ? À sợ đâu chứ nó sợ nó vui quá trời. À nó vui vậy? Con vui không? Con thích vui không? Mé vô cảm quá. Trời nó hoảng sợ luôn. Trời hoảng sợ. Xin lỗi vậy. Thôi đặt xuống nha. Đặt xuống đi. À, đặt xuống nha. Rồi đó. Rồi bây giờ mình cái gì ta? Mình đặt vào thử coi. Đặt vào. À chết thôi không đụng được bưng nó lên bưng. Ê! Ê! Đừng nghe. Ghê luôn á. Con ơi. À tập đi con đi đâu nè. Rồi đi đâu con? Con đi đâu? Hả? Con đi giữa đường hả? À? Sao khôn vậy? Trời ơi. Ôi kết bạn. Ôi dễ thương vậy. Kết bạn. Ôi trời. Trời ơi mới mày nhỏ mà mày đặt cà rết cà rụng. Không có yêu đương. Không có yêu đương hết trơn. Bưng nó về. Bưng nó về không có gì đây. Trời ơi trời. Không có yêu đương hết trơn. Không yêu gì hết trơn. Bưng về liền. Đây bưng về liền. Trời ơi chia cắt liền. Trời ơi cắt liền. Trời ơi như là chuyện tình gì đó mới nít đồ mà mày đặt yêu. Thôi, dắt nó vô đi trời, mấy nhỏ mà lớn à. Mày lớn mà yêu đương gì trời ơi. Khóc cái gì đâu, nhỏ khóc quá trời luôn. Trời, mày lớn quá à. Mày lớn quá ha, mà mấy mấy tuổi à. Thôi, cho đi ngủ à. Cho đi ngủ đi, thôi cho mình kết thúc cái chuyện tình tại đây. Kết thúc chuyện tình đi, chị cũng mệt rồi em. Thôi, chị chăm này là đủ rồi, hồi trừ nó toàn báo gì không rồi, chị đâu có chăm. Thôi, cho nó ngồi bên kia đây, cho con bé ngồi bên kia. Rồi, đó, ngồi đi nha. Rồi, ngồi đây nha. Rồi, đó. Rồi, chọn cái ghế màu xanh cũng chịu. Đây. Trời ơi, vẫn còn luyến tiếc kìa. Trời ơi trời. Thôi đừng khóc nữa. Thôi. Rồi đặt vào, ngồi lên không? Nha. Ngồi đó nha. Rồi. Trời ơi, rồi giờ là buồn girl rồi. Sad girl, sad boy đó. Thì mệt rồi đó. Thôi cho em đó. Rồi ok các bạn, thì nói chung là hôm nay là một ngày mình mới sang tập làm mẹ. Thì nói chung là cảm nhận của chị như thế nào? Đó. Kinh gì? Sao kinh vậy? Chị nghĩ là chị không hợp làm mẹ mà. Chị nghĩ là chắc là phải đợi thêm mấy chục giờ. Chị là phải 5-6 năm nữa. Chị mới có tự tin có thể. Chị hả? Làm gì? Trời ơi. Hiểu không? Đó là con người đó thấy không? Đâu chăm con người đâu. Trời ơi còn giải phó cho mình xem nữa. Đó thì nói chung là cảm nhận của mình thì cũng vui. Cũng có buồn cũng có. Nhưng mà hoang mang nhiều là chủ yếu. Trời ơi. Thấy không? Em chăm nó ngoan lắm. Chị chăm anh toàn làm gì không mà thấy không? Đấy. Ok các bạn, thì các bạn thấy em bé này có dễ thương không hay tinh nghịch không thì đừng quên bình luận phía dưới nha. Các bạn nghĩ em bé này nên đặt cho tên gì đó? Chứ tôi thấy là cái không biết là nên đặt tên gì mà người hoang mang quá trời luôn đó. Thì đấy, còn bây giờ bye bye mọi người và chúc mọi người tập tốt đẹp. À và đừng quên đây là cuối clip và các bạn cũng đừng quên nhấn cái video này được. Năm ngày lại. Và có ba giây cuối làm việc này. 3, 2, 1, thank you. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Còn bây giờ bye. Bye.